Xin kính chào bà con cô bác nha. Với chiều mưa gió nhậu đơn giản thôi, dưa leo với chanh, dưa leo với chanh, quan trọng là bia Đức nha. 24 loại bia Đức uống chơi. Giờ hết tiền rồi, đủ tiền đi mua mồi thôi. Dưới này có nhiêu? 5 lít bia hơi. Vậy thôi, giờ nhậu mà cũng có nhậu chai nha. Vô nha, nó là bia, là bia Đức nè, Maxlin hả? Thôi để bà đi rồi nhậu chai nha. Vô lên bia bà con ơi. Đó, trời ơi, hàng xóm kiếm nữa, trời có gì không trời. Ngon quá. Đã không? Ôi, hàng xóm kêu vậy, gì không đại ca? Trời ơi, đại ca cho nồi nghêu với mớt sầu. Ây da, như là chết rồi. Như là sai mồi rồi. Thấy gì không? Như đây đó mà chưa kể thêm mấy cái thùng nữa. Mấy thùng mình để như thùng sơn á. Tiêu là thế đó. đây nó cho mời coi nè, cái này á tiêu là là con má sầu nha, trắng múp luôn. Ôi chết rồi. Ủa sao nó có cọng lông ở giữa ta, nhưng mà cọng lông này ăn không được nha, ăn vô lông ăn không được. Ngọt. Wow, quá ngon, nhiều. Ngon quá rồi con ơi, vừa hết nổi rồi. Bia ngon là chết rồi. Mọi người nha, mồi ngon quá vậy em phải là dũng sĩ giật mồi. Mọi người nha, tối nay là chết em rồi, em ăn nghêu, ăn mít sầu nhiều quá là em phải gượt con thỏ chạy vòng vòng nữa.